xin kính mời tất cả bà con, cô bác, quý bậc trưởng thừa, quý vị đại diện các hội đoàn, chúng ta vào chỗ để bắt đầu nghi thức khai mạc. Kính thưa quý bậc trưởng thừa và quý bà con, cô bác, hôm nay chúng ta cùng tụ họp trong bữa dạ tiệc, dạ vũ hôm nay để gây quỹ sinh hoạt tổ chức Tết Trung Thu 2014 và Tết Cổ Truyền năm 2015. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức chào mừng tất cả quý bà con, cô bác đã nhiệt tình đến để ủng hộ. Và bây giờ xin mời quý bà con, cô bác cùng đứng lên, chúng ta thực hiện nghi thức khai mạc. Dạ, chúng ta cùng chú ý trong nghi thức khai mạc. Lễ chào quốc kỳ Canada và Việt Nam bắt đầu. Quốc ca Canada. Ô Canada, our home and native land, to perpetual love and all thy sons of man. We glowing love, we see thee rise, the true north strong and free. And far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. Quốc ca Việt Nam tự do. Quốc tổ Hùng Vương và các anh hùng liệt đã đem xương Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Để tưởng niệm quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa đã tử nạn để bảo vệ nền dân chủ non trẻ của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Để tưởng nhớ đồng bào vượt biên vượt biển sau năm 75 đã vùi thân nơi biển cả hoặc là rừng sâu. Và để tưởng nhớ đến tất cả đồng bào đã hy sinh tranh đấu chống Trung Cộng xâm lược và chống kẻ bạo tàn bán nước hại dân. Phút cầu nguyện bắt đầu. Thank you.
mặc niệm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý bậc trưởng thượng, quý đại diện các hội đoàn và toàn thể bà con cô bác an tọa. Và xin cảm ơn ban nghi thức khai mạc. Và xin ban nhạc mở đầu cho một bản thật là vui vẻ để chào đón tất cả bà con cô bác. Cùng chào đón nhau trong buổi dạ tiệc dạ vũ hôm nay nhằm gây quỹ để tổ chức Tết Trung Thu năm 2014 và tổ chức Tết Cổ truyền Việt Nam, tức là Đại hội Văn nghệ Mừng Xuân năm 2015. Và tham dự trong buổi dạ tiệc dạ vũ hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu quý quan khách đã đến đây tham dự trong buổi dạ tiệc dạ vũ hôm nay. Little Sài Gòn Vancouver Foundation, chúng tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Hữu Đình. Hội Người Việt Tự Do tại BC, ông Phan Mật. Trung tâm Điều Hợp Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Canada, Trung tâm trưởng ông Trần Văn Trung. Hội Cựu Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại BC, đại diện ông Phan Vĩnh Đức. Liên minh Dân chủ Việt Nam phân khu bộ BC, ông Trương Minh Đạt. Phong trào yểm trợ khối 8406, ông Trần Ngọc Bình. Đại diện gia đình Nguyễn Ngọc Huy, ông Nguyễn Hữu Ninh. Hội Bảo tồn Cờ Vàng, ông Trần Văn Nam. Hội Cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức và Đồng Đế, ông Lê Khắc Hải. Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Việt Nam, bà Mai Kim Huyền. Cao niên Nguyễn Thế Tiến, cựu giảng sư Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên ban điều hành Exodus Foundation. Bác sĩ thẩm mỹ Nhật Thúy và cô Melinda, thời báo West Canada. Xin cho tất cả quý vị đại diện các đoàn thể một tràng vỗ tay. Thì phần nghi thức hôm nay, nhưng mà cũng là tổng thư ký của hội FVA, tức là Hội Người Việt Tự Do tại BC, xin có đôi lời mở đầu cho buổi dạ tiệc dạ vũ hôm nay. Kính thưa quý bà con, cô bác,
Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý vị đại diện các đoàn thể, hôm nay Hội Người Việt Tự Do tại BC, gọi tắt là FVA, cùng với rất nhiều thiện nguyện viên ưu tư tới sinh hoạt của cộng đồng đã tổ chức buổi dạ tiệc, dạ vũ hôm nay với mục đích gây quỹ sinh hoạt, tổ chức Tết Trung Thu và Tết Cổ truyền Việt Nam như những banner được trang trọng treo trên sân khấu hôm nay mà quý vị đã thấy rõ. Hôm nay chúng tôi xin thay mặt cho Hội Người Việt Tự Do tại BC hân hoan chào mừng toàn thể quý bậc trưởng thượng, quý vị đại diện các hội đoàn và quý bà con, cô bác đã đến tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ hôm nay. Như quý vị đã biết, đã khoảng 34 năm qua, Hội Người Việt Tự Do tại BC thừa kế truyền thống của cộng đồng người Việt tại vùng Metro Vancouver, hàng năm vẫn cố gắng hết sức để gìn giữ những sinh hoạt truyền thống của cộng đồng. Đó là tổ chức Trung Thu Tết Thiếu Nhi Việt Nam, tổ chức Đại hội Mừng Xuân, tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 và cũng hỗ trợ cho Decoration Little Saigon Vancouver. Chắc chắn việc tổ chức luôn luôn kèm theo sự tốn kém. Hôm nay quý vị hiện diện tại đây đồng nghĩa với chúng ta cùng nhau gánh vác việc chung. Trên tinh thần đó, chúng tôi hân hoan chào mừng và chào đón quý vị. Mong rằng quý vị sẽ rộng tay thêm cho donation, cho quỹ sinh hoạt hôm nay. Nhân cơ hội này, Hội FVA cũng bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý thiện nguyện viên đã kiên trì và gắn bó sinh hoạt, đã hy sinh nhiều thời gian và cả hy sinh nhiều tài chính để giữ gìn nội lực cho sinh hoạt cộng đồng từ suốt khoảng thời gian rất dài, đó là 34 năm qua. Chúc quý vị một bữa ăn ngon, hài hòa cùng với chương trình văn nghệ góp vui của ban nhạc The Moonlight, các ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam và các ca sĩ được mến chuộng tại Metro Vancouver. Một lần nữa xin kính chào quý vị. Và trước khi giao cái microphone cho một người MC cho chương trình văn nghệ dạ tiệc và dạ vũ hôm nay, chúng tôi có một số danh sách donation rất là sớm. Thành thử nhân cơ hội này chúng tôi xin được thông qua. Ông Trần Ngọc Bính 100 đồng, ông bà Nguyễn Phú Hiền 20 đồng, Mỹ Hoa Thanh 100 đồng, ông bà Phan Vĩnh Đức 200 đồng, bác Nguyễn Thế Tiến 100 đồng, bà Trần Thị Son 60 đồng, ca sĩ Thúy Nga 100 đồng, thi sĩ Nhật Thúy 500 đồng. Xin cho tất cả quý vị ân nhân một tràng vỗ tay. Và chúng tôi rất mong tiếp đón quý vị trong những danh sách donation sắp tới. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý bà con, cô bác. Bao giờ cũng vậy, chương trình dạ vũ và dạ tiệc luôn luôn có phần văn nghệ phong phú để giúp vui cho quý vị có một bữa dạ tiệc thật là ngon. Một chương trình văn nghệ chắc chắn sẽ rất là có giá trị để cùng với quý vị chung vui trong cái bữa dạ tiệc, dạ vũ, gây quỹ để tổ chức Tết Trung Thu 2014 và tổ chức Tết Cổ truyền Việt Nam 2015. Và người MC hôm nay dành cho chương trình văn nghệ, chúng tôi xin được kính giới thiệu đến tất cả quý vị, đó là anh Nguyễn Bân. Lời đầu tiên thì Nguyễn Bẩn xin kính chúc cho tất cả cô chú và anh chị có một đêm dạ tiệc ngon miệng và một đêm dạ vũ thật là vui. Và lời đầu tiên thì Bẩn cũng muốn nói sơ một chút xíu về cái ý nghĩa của cái chương trình gây quỹ tối đêm nay. Là mục đích Hội Người Việt Tự Do muốn gây quỹ để mà tổ chức cái Tết Trung Thu cho các cháu là cái chính. Và sau đó còn lại bao nhiêu đó thì sẽ tổ chức tiếp cái Tết cổ truyền của chúng ta. Và chương trình văn nghệ tối đêm nay thì có rất nhiều những nam nữ ca sĩ đến từ ở các nơi Metro Vancouver cũng như các vùng phụ cận. Thì lần lượt trong chương trình rải rác thì mình sẽ giới thiệu từng người một.
thì tất cả các cô chú anh chị ở đây sẽ thấy. Và bây giờ để mở đầu chương trình, và một ca khúc của nhạc và lời của Mông Cổ sau đó được dịch ra rất nhiều các thứ tiếng trên thế giới, đó là bài Gặp Mẹ Trong Mơ của nhạc sĩ U Đàm người Mông Cổ. Và nhạc phẩm này đã được một em bé của người Tây Tạng hát, và nhạc phẩm đó đã làm không biết bao nhiêu người đã rơi nước mắt. Và nhạc phẩm đó thì hiện nay đã được dịch ra tiếng Việt, và nhạc phẩm Gặp Mẹ Trong Mơ sẽ được trình bày với tiếng hát của bé Kali. Và bây giờ một nhạc phẩm kế tiếp nói về cha, đó là nhạc phẩm Tình Cha của nhạc sĩ Ngọc Sơn, và Ngọc Sơn đây là Ngọc Sơn trẻ. Và nhạc phẩm Tình Cha đã nói lên tất cả nỗi niềm của một người con đối với cha. Và nhạc phẩm này
bây giờ sẽ gửi đến cho tất cả cô chú và anh chị với một tiếng hát. Phải đây là cháu vừa tròn 6 tuổi, chưa học và chưa đến trường, nhưng mà cháu nhớ theo cái trí nhớ của mình với những nhạc phẩm mà cháu đã hát trên YouTube. Đó là cho bé Kiều Vi với nhạc phẩm Tình Cha. Xin tất cả cô chú và anh chị cho bé Kiều Vi một tràng pháo tay với nhạc phẩm Tình Cha. Chào ông bà. Tình
Kiều Vi vừa tròn 6 tuổi. Cô chú anh chị nghe cháu ca hay không nhỉ? Vậy thì bây giờ Mẫn muốn cháu ca tiếp một bài nữa là Lòng Mẹ. Nói tiếng cha mà không có mẹ thì cũng hơi thiếu sót. Con hát bài Lòng Mẹ luôn cho bà nghe luôn nha con. Bây giờ con có muốn nói gì, con chúc ông bà có một đêm vui vẻ đi. Thật nói đi. Cháu đã hơi mắc cỡ nhưng mà hát rất là giỏi. Và bây giờ Mẫn sẽ giới thiệu cho cháu tiếp một bài nữa cho nó trọn luôn, là cha phải có mẹ. Thì cháu các bà cháu thường ca cái bài Lòng Mẹ này cũng đôi ba lần ở trên tất cả các show gây quỹ rồi cho Hội Tự Do. Thì hôm nay Mẫn muốn cháu ca lại một lần nữa để cho công hiến đến tất cả cô chú anh chị và những người đã nghe và những người chưa nghe. Và bây giờ Mẫn xin gửi đến tiếng hát của cháu Kiều Vi với nhạc phẩm Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Thank you.
nhiều. Hai nhạc phẩm vừa rồi, Tình Ca của Ngọc Sơn và Lòng Mẹ của Y Vân. Cháu bé Kiều Vi vừa gửi đến cho tất cả cô chú và anh chị. Xin lỗi, tại vì cái cháu vừa tròn 6, rất là giỏi về vấn đề ca hát. Tất cả những bài hát nào mà cháu thích là trong vòng mỗi một tuần hoặc hai tuần là cháu sẽ thuộc ngay, không những thuộc lót mà thuộc cả nhạc luôn. Đó là cái hay của cháu. Nhưng không biết thì trong tương lai thì cũng định là nhận cháu là ca sĩ tí hon của vùng Metro Vancouver của chúng ta. Không biết cô chú anh chị em có chấp nhận cháu bé Kiều Vi là ca sĩ tí hon của chúng ta không nào? Xin cho cảm ơn đây đi. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn đi. Cảm ơn. Giỏi kìa, con xuống nha, con xuống với mẹ con.